bus. Đừng chơi ở ghế lái xe. Này, đỗ xe ở đấy sao? Bạn sẽ nhận được một vé. Này, dừng lại ngay. Gấu con, cháu không được dán thứ này lên ô tô đâu. Cháu xin lỗi ạ. Rất nguy hiểm khi cháu ở bên ngoài một mình. Đi nào, các chú sẽ đưa cháu về. Wow! Tuyệt vời! Mình được ngồi trên xe cảnh sát này! Wow! Đi nào, xe cảnh sát! Dừng lại! Cháu không nên ngồi ở ghế lái. Làm vậy sẽ rất nguy hiểm. Vâng ạ. Thế cháu ngồi ở đây nhá. Cũng không được ngồi ở đây. Trẻ em nên ngồi ghế phía sau và thắt dây an toàn. Được rồi, đi thôi. Con, đừng bao giờ thò đầu hay thò tay ra ngoài cửa sổ nhé. Suýt nữa là cháu gặp nguy hiểm rồi. Cháu hiểu rồi ạ. Đây. Bạn cho tôi 2 chiếc burger. Có ngay. Của bạn đấy. Wow, cảm ơn bác. Tạm biệt. Ủa? Cảnh sát trưởng Labrador, tại sao con trai tôi lại đi với các anh? Anh gấu, sẽ rất nguy hiểm nếu để gấu con chơi ở ngoài một mình. Hãy cẩn thận nhé. Xin lỗi các anh, hôm nay tôi bận quá. Tôi đã không trông cháu cẩn thận. Cảm ơn các anh đã đưa con tôi về. Hãy thử món này đi, bánh mì kẹp thịt đặc biệt của tôi đấy. Nó rất là ngon. Wow, burger to thật đấy. Thôi, chúng tôi ổn. Thôi nào, hãy ăn một chút đi mà. Đi thôi, ha. Có chuyện gì thế nhỉ? Dừng lại ngay, lũ con. Làm thế nào để dừng đây? Gấu con. Hãy xem đây. Ôi không, nó đang hướng về trung tâm thành phố. Lên xe nào. Papillon. Cảnh sát trưởng Labrador. Một chiếc xe tải burger đã mất kiểm soát và gấu con đang ở trong đó. Chúng tôi cần bạn giúp đỡ. Tôi hiểu rồi. Đi theo chiếc xe tải. Đã rõ. Hey, bám chắc nhé. Hey, đưa chúng tôi lên đầu xe tải. Không vấn đề gì, để đó cho tôi. Babylon. Xin lỗi nhé, tôi nhầm một chút. Hey. Dây an toàn vào và giữ chặt. Tôi sẽ phanh nó lại. Ôi không, phanh bị hỏng rồi. Papillon, tôi có thể dừng khẩn cấp ở đâu đây?
phía trước có một làn rừng khẩn cấp. Tôi hiểu rồi. À, phía trước nhiều xe quá. Hãy tin vào tôi, ngồi thẳng nhé. Bám chắc vào. Con đáng sợ quá, cháu không bao giờ ngồi ở ghế lái nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, khi đi ô tô phải luôn ngồi ở phía sau và thắt dây an toàn vào. Không được thò đầu hoặc cánh tay ra ngoài cửa sổ hoặc chơi trên ghế lái. Nếu khởi động nhầm xe, bạn có thể gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây thương tích cho chính mình và những người khác. Hãy giữ an toàn khi chúng ta ra ngoài và khi ngồi trên ô tô nhé. Đóng ra làm trẻ con. Nhìn ngon quá. Này cháu, cháu có sao không? Đi phải chú ý chứ. Cảnh sát, họ không biết đâu, họ không biết đâu. Ô không, cáo con, con ơi, mẹ tìm con ở khắp nơi đấy. Sao con lại chạy ra đây một mình thế hả? Cảm ơn các chú cảnh sát nhé. Tạm biệt. Thế sao họ hành động kỳ lạ vậy nhỉ? Cứ sao sao ấy. Có lẽ có vấn đề gì ở đây rồi. Chúng ta thử theo dõi họ xem. Ơi, cẩn thận đấy. Con chọn đi nào. Ông muốn gì? Thôi mấy cái này. Không, mà đấy nhiều nọt lắm. Họ biến mất rồi. Ôi không, họ đi đâu mất rồi. Đi đường kia nào. Này, suýt nữa thì bị cảnh sát tóm được rồi đấy. Đừng có cằn nhằn. Hôm nay chúng ta phải bắt cóc được một đứa trẻ nào đó. Hai bánh vòng ạ. Xin lỗi cháu, chú vừa bán hết rồi. Mẹ ơi mẹ, con muốn ăn bánh vòng cơ. Cơ hội đây rồi. Xem đây. Thơm quá đi mất. Bánh vòng của tôi đâu? Lấy được rồi, giờ đến lúc diễn thôi, đi nào. Mẹ ơi, con muốn ăn bánh vòng cơ. Wow, ngon quá, yummy yummy. Con yêu à, con cho bạn thỏ con một chiếc bánh đi nào. Của bạn đây. Wow, cảm ơn bạn. Cảm ơn chị rất nhiều. Cáo con thật là ngoan. Tai của con to thật đấy. Sao con lại đi giày số to như thế kia? Ôi không, cô ta nghi ngờ chúng ta rồi. Con yêu à, con với bạn thỏ con cùng lái xe, đổi chơi đi chơi đi. Thỏ con, chúng mình đi chơi đi. Được chơi. Nút khởi động ở đâu ấy nhỉ? Đây rồi. Cẩn thận đấy, đừng đi xa nhá. Thỏ mẹ, váy của chị đẹp thật đấy. Cảm ơn chị, giày của chị cũng rất đẹp. Lát nữa chúng ta cùng đi mua sắm nhá. Bọn trẻ con đâu rồi nhỉ? Cáo con, thỏ con. Thỏ con. Thỏ con đang ở đâu vậy? Chào chị nhá. Thỏ con. Thỏ con. Thỏ mẹ, có chuyện gì vậy? Cảnh sát trưởng Labrador, con của tôi bị mất tích rồi. Xin hãy mau giúp tôi tìm lại cháu bé với. Lần cuối chị nhìn thấy cháu là khi nào? Ở trước cửa hàng bánh vòng. Con bé chơi ô tô đồ chơi với cáo con ở đấy. Sau đó tôi đang nói chuyện với chị cáo đỏ thì... mà chị cáo đỏ đâu rồi nhỉ? Chị cáo đỏ cũng bị mất tích rồi. Có khi nào chính gia đình cáo đỏ kỳ lạ chúng ta gặp lúc nãy không? Ôi không, tôi nghĩ là họ đã bắt cóc thỏ con rồi. Con tôi. Vết lốp xe đồ chơi này. Đi nào. Cáo con, chúng mình đang đi đâu vậy? Tôi muốn về nhà.
Không có ai ở đây đâu. Cậu không về nhà được nữa đâu. Cáo con. Cáo con phải gọi ta là ngài cáo. Chú đóng giả làm trẻ con á. Đúng vậy. Cháu biết không, chú cũng giả làm phụ nữ đấy. Dừng lại. Để cô bé yên. Ôi không, là cảnh sát, chạy đi. Cháu với. Này, đừng lo, cháu an toàn rồi. Con yêu, con yêu. Mẹ ơi. Con yêu của mẹ. Đứng lại ngay. Đứng lại đó. Nhanh lên. Cẩn thận đấy. Hẹn gặp lại sau nhé. Ôi không. Các anh không thoát được đâu. Cắt đuôi bọn chúng đi. Rẽ phải. Các anh nên dừng lại. Họ sẽ bắt được ta mất, để tôi lái cho. Tôi lái. Tránh ra. Nghe tôi đi hướng đây. Nghe tôi đi để tôi. Xem tôi đây. Không ai có thể thoát khỏi tôi đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ hãy luôn đề phòng người lạ, kể cả với các bạn nhỏ khác. Các bạn phải luôn chú ý cẩn thận với những người mà chúng ta mới gặp. Không được nhận đồ vật mà họ đưa cho bạn, cũng không được đi theo họ, bởi vì rất có thể những người này đều là những kẻ bắt cóc. Hãy luôn ghi nhớ điều này nhé. Không được chơi trên băng. Lạnh quá đi. Ôi không, có người đang chơi đùa trên sân băng. Chúng ta đi nào. Chú tới đây. Cứu với. Bắt đầu vỡ ra. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nguy hiểm quá. Sông băng rất có thể vỡ bất cứ lúc nào. Vậy nên nó rất nguy hiểm. Các cháu không được chơi trên sông băng nữa nhé. Vâng ạ. Chúng cháu nhỏ rồi. Ôi không, anh em gà con vẫn chưa trở lại. Gì cơ? Cháu nhớ là anh em cậu ấy đi về hướng này à? Họ ổn mà, đúng không chú? Dobby, đi nào. Cá ơi, cắn đi nào, cá ơi. Vui quá thật đấy. Cá của tôi. Các cháu làm cá của chú chạy hết mất rồi. Trời ạ. Gà em, gà em. Bọn nhỏ đấy đi đâu rồi nhỉ? Hả? Cậu bé đây rồi. Gà anh. Cẩn thận. Tránh xa băng ra. Cẩn thận. Sao lại có thêm kẻ phá rối vậy? Trả cá lại cho tôi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi, chỉ là hiểu lầm thôi. Anh cánh cụt, anh có thấy anh em gà con ở gần đây không? Mấy đứa phá phách đó đi lối kia kìa. Nà. Ôi không, băng đang tiếp tục tan ra. Đi thôi nào.
Vui quá. Ồ, trên kia có cả cá nữa. Rất là tuyệt đúng không? Nào đi theo anh. Vâng ạ. Có chuyện gì vậy thế nhở? Chuyện xuống dưới chân kìa anh ơi. Không, bác đang mở ra. Phải làm sao đây? Con chạy đi. Chúng ta sẽ cao hơn. Hả? Có người đang kêu cứu. Ở đằng kia, nhanh lên. Nhanh lên. Đừng lo, có bọn chú đây rồi. Cứu cháu. Đây, hãy nắm lấy tay chú. Giữ chặt lấy này. Chúng ta không thể quay lại được. Ôi không, phía trước có thác nước. Chúng ta phải ra khỏi đây ngay. Cẩn thận. Này, Dobby. Hả? Đúng rồi. Giữ chặt lấy. Cẩn thận đấy. Sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, các bạn không bao giờ được chơi trên mặt sông đóng băng. Rất khó để có thể nhận biết được độ dày của mặt băng. Nó có thể trông rất dày, nhưng vẫn có thể rất nguy hiểm. Ngoài ra, nếu lớp băng bị vỡ và các bạn rơi xuống nước, các bạn có thể bị giá buốt và bỏng lạnh rất nguy hiểm, thậm chí thiệt mạng nữa. Vì thế hãy nhớ, không được chơi trên sông băng. Tiếng động lạ trong lòng đất. Wow, quái vật lớn đến đây. Con yêu ơi. Là bác. Cho con ở trong này hả con yêu? Con lại chơi trong nhà vệ sinh có đúng không? Không, con có chơi đâu. Đi nào, đến giờ đi ngủ rồi. Ba ơi, ba, có tiếng gì đấy? Ai mà lại đến vào cái giờ này vậy? Có ma trong tòa nhà. Trên đời này làm gì có ma. Dobby, chúng ta đi nào. Huh?
là ma vậy? Ma! Là gia đình nhà cháu chẳng vui chút nào đâu nha. Xin lỗi, chúng tôi không cố tình dọa mọi người. Có tiếng động trong nhà và chúng tôi đã rất hoảng sợ. Dobby, đi nào. Đây là nhà cháu. Chúng ta vào trong xem. Ở đằng kia. Nó phát ra từ đây. Và đây. Tiếng động đang di chuyển hả? Tôi tìm thấy rồi. Mùi gì ghê vậy? Có vẻ như tiếng động phát ra từ trong đường ống. Babylon nghe. Babylon, chúng tôi cần cô trợ giúp. Đã rõ. Babylon, luôn tìm ra cách. Cảnh sát trưởng Labrador, tôi giúp gì được cho các anh? Có cái gì đó ở trong ống nước. Chúng tôi cần cô tìm ra giúp. Đã rõ. Hãy xem bác sĩ nhỏ của tôi đây. Bác sĩ nhỏ không hề sợ những công việc khó khăn nhất. Cậu đã giúp tôi rất nhiều. Có nhiều thứ bị kẹt trong đường ống quá. Nhìn kìa, có thứ gì đó đang di chuyển. Đi theo nó. Không vấn đề gì. Cố lên. Bắt được rồi. Kịp rồi. Nó đi xuống rồi, qua ống cống. Chúng ta xuống nhà thôi. Lúc này đây, ta sẽ nhỏ. Là cá của tôi, tại sao nó lại ở trong đó được? Con xin lỗi, con đã thả nó xuống bồn cầu để chơi ạ. Ôi trời ơi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, bồn cầu không phải là đồ chơi. Bồn cầu được kết nối với hệ thống cống ngầm và có rất nhiều chất bẩn ở trong các đường ống. Vì vậy, không được chơi với nước trong bồn cầu và không được bỏ giấy vào trong bồn cầu. Nó sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Những người bạn nguy hiểm. Chúng ta làm được rồi, chạy thôi. Ôi trời, đứng lại ngay. Đi theo ta. Ôi không. Ta biết. Tên trộm xấu xa. Bác gấu, xảy ra chuyện gì vậy? Cảnh sát trưởng Labrador, có vài đứa trẻ đã lấy trộm kẹo từ cửa hàng của tôi. Xin hãy giúp tôi với.
Đừng lo lắng, để đó cho chúng tôi. Này, các cậu lấy được bao nhiêu thế? Cái gì vậy trời? Đây là những gì mà các cậu lấy được? Chúng ta có nên quay lại lấy thêm không? Bắt gấu đã nhận ra chúng ta rồi, nên là không thể nữa. Vậy chúng ta nên làm gì đây? Cần phải tìm ai đó để giúp chúng ta. Đó là đồ chơi của tớ. Tớ chỉ muốn một chút thôi. Tớ đã nhìn ra cách rồi. Này, trả lại đồ chơi cho gấu cô la đi. Được rồi. Đồ chơi của cậu đây. Wow, cảm ơn cậu. Gấu koala, tại sao chúng ta không trở thành bạn của nhau? Bạn ư? Đúng vậy. Nếu ta là bạn thì khi ai đó lấy đồ chơi của cậu, chúng ta có thể bảo vệ cậu. Thật tuyệt vời, vậy tớ sẽ được an toàn. Từ bây giờ chúng ta là bạn của nhau. Đi nào bạn tôi, hãy cùng đi chơi vui nhé. Này, nhân tiện cậu chả vừa đau bụng được không? Đau bụng á? Như thế này ư? Đau quá. Wow, cậu làm tốt đấy. Khi bà vào cửa hàng của bác gấu ý, cậu cứ tỏ ra đau bụng như thế này đấy. Tại sao? Tất nhiên là để lừa bác ấy rồi. Không, chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Chúng ta là bạn mà, tớ sẽ không nói dối đâu. Cậu vào đi nhanh lên. Vào đi. Wow. Dobby, cẩn thận, có người đang vào. Để đó cho tôi. Chào bạn nhỏ, hãy thoải mái nhìn và chọn thứ bạn muốn. Đau quá. Cháu có sao không? Họ đã tin rồi, nhanh lên. Nhanh lên, lấy đi các cậu ơi. Cháu đau ở đâu vậy? Cháu đau bụng quá. Chú sẽ đưa cháu đến bệnh viện. Không, cháu không muốn đi đâu. Đừng lo, sẽ ổn thôi mà. Không, cháu không muốn đi đâu. Tiếng gì vậy nhỉ? Này, các cháu đang làm gì ở đây? Dạ thì là chạy luôn các cậu ơi, chạy đi. Cháu không muốn đi đâu. Đó là đồ chơi mới ư? Dừng lại. Chúng đã lấy trộm kẹo. Đuổi theo ngay. Giỏi lắm gấu koala. Cậu đã giúp bọn tớ lấy trộm được rất nhiều kẹo. Cái gì? Các cậu trộm kẹo ư? Đứng lại đây. Cảnh sát. Chạy thôi các cậu ơi. Này, ăn trộm là vi phạm pháp luật. Các cháu không thể trốn được đâu. Là cậu ấy đã lấy trộm kẹo. Chúng cháu không làm gì hết đâu. Cẩn thận. Không phải cháu. Thật sự không phải cháu mà. Không phải cháu. Tạm biệt chú. Đứng lại ngay. Các cháu phải đi với bọn chú. Chú cháu sẽ không bao giờ ăn trộm nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn.
Các bạn nhỏ, hãy cẩn thận khi kết bạn nhé. Không nên kết bạn với những người xấu. Những người bạn xấu có thể dạy cho các bạn những thói quen xấu, nói những lời xấu hoặc làm những điều xấu. Nếu bạn của bạn yêu cầu bạn làm điều gì đó xấu, hãy nói không và nói với những người lớn như giáo viên, cha mẹ của bạn và cảnh sát. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Cẩn thận với người lạ. Ủa, bà ơi, bà không sao chứ? Chân tôi đau quá. Cháu giúp bà tới bệnh viện được không cháu Hiếu? Cháu xin lỗi, ba mẹ nói là cháu không được đi với người lạ. Xin cháu giúp bà đi mà. Để cháu gọi người lớn đến giúp bà nhá. Thằng bé này thông minh thật đấy. Mình phải tìm đứa khác mới được. Ôi chân tôi đau quá. Bà gấu mèo ơi, bà có sao không? Cháu yêu, giúp bà đến bệnh viện có được không? Tất nhiên là được ạ. Cháu thật tốt bụng quá nào. Ta đi nào. Ôi không, mình phải gọi ngay cho cảnh sát trưởng Labrador. Xin chào, tôi là cảnh sát trưởng Labrador. Cảnh sát trưởng Labrador, cháu vừa thấy mèo con đi với một người lạ. Xin hãy tới đây ngay ạ. Đừng lo, chú sẽ tới đó ngay. Họ đi đường nào? Đường kia. Đi nào. Thôi được rồi, đi nào. Dừng lại. Nhanh lên cháu. Đứng lại ngay. Không được cử động. Hả? Ba ơi, ba ơi. Chú cảnh sát, chú làm cái gì thế hả? Chúng tôi đang đi tìm nhà vệ sinh mà. Sao cơ, nhà vệ sinh á? Mùi gì vậy? Tôi biết mùi nhà vệ sinh đấy. Ngoài ra còn có mùi khác nữa. Bánh quy. Là bánh quy của mèo con. Nếu chúng ta theo dấu vết này, chúng ta sẽ tìm thấy họ. Đi nào. Đường này, chúng ta sắp tới nơi rồi. Bà cứu mèo ơi, chúng ta có đi đúng đường không đi ạ? Đúng mà, cứ đi theo ta. Cháu không muốn đi nữa đâu. Cháu không muốn à? Nhưng cháu đã hứa sẽ giúp ta mà. Là người xấu. Dĩ nhiên là đúng rồi. Dừng lại. Cảnh sát. Cháu có sao không? Đứng lại ngay. Đứng lại. Hắn ta đâu rồi nhỉ? Người không bao giờ bắt được ta đâu. Hẹn gặp lại sau nhé. Chào anh.
Không ai có thể chạy thoát khỏi ta đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, nếu có người lớn nhờ sự giúp đỡ của các bạn cần phải cẩn thận. Vì nếu đúng là người lớn gặp rắc rối, họ sẽ không bao giờ nhờ sự giúp đỡ từ trẻ con, vì trẻ con yếu đuối hơn họ rất nhiều. Vì vậy, nếu có người lớn cần sự giúp đỡ, hãy lập tức báo cho ba mẹ hoặc đồn cảnh sát gần nhất. Trò chơi khăn tại sân chơi. Có chuyện gì vậy? Có quái vật cắn mất quần của cháu rồi. Nó ở kia kìa. Hả? Quái vật ư? Để chú xem nào. Quái vật ư? Hả? Ở đây không có gì cả. Sao nó không chuyển động nhở? Có chuyện gì xảy ra vậy? Cứu tôi với! Hả? Đi nào! Cẩn thận! Vợ con, cháu có sao không? Cháu không sao ạ. Cảnh sát trưởng Labrador, vợ con và cháu đang chơi bập bênh với nhau, rồi đột nhiên không hiểu tại sao tự dưng cậu ấy lại bệnh veo lên trên đó ạ. Hả? Dấu tay, chắc hẳn có người đã ở đây. Các cháu có nhìn thấy ai đến gần không? Vợ cháu không ạ. Có dấu tay trên bập bênh à? Nhưng không ai nhìn thấy người nào cả sao? Tôi nghĩ có thể là do ai đó giỏi ngụy trang gây ra. Vậy thì làm sao chúng ta tìm được thủ phạm đây? Tôi có ý này. Hả? Đến lúc chơi không một trò khác rồi. Kẹp cá mập. Không. Kèo siêu dính. Không. Hay cá biết tát thì sao nhở? Không. Sư rồng nhọn. Đúng rồi. Tuyệt vời. Nó tới đó. Đợi đã. Bây giờ. Đi theo dấu chân. Sao chú ấy nhìn thấy được mình nhỉ? Nhìn kìa, là tắt kè. Ôi không, bị phát hiện rồi. Không.
ở đằng kia. Nhanh lên, cậu bé gặp nguy hả? Cháu sẽ không bao giờ chơi khác nữa đâu ạ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, chơi khăm người khác là không tốt. Đặc biệt là một số trò chơi có thể gây nguy hiểm. Nó không những làm người khác sợ hãi mà còn có thể làm họ bị thương nữa. Các bạn đã bao giờ trải qua những trò đùa nguy hiểm chưa? Hãy nhớ báo với ba mẹ mình biết ngay nếu gặp phải những trò đùa ác ý hoặc nguy hiểm nhé. Woo! Siêu nhân áo choàng. Giữ cho khu rừng được an toàn, nhân danh công lý. Ta là siêu nhân áo choàng. Wow, anh thật tuyệt vời. Các cư dân chú ý, có một tên trộm trong khu vực này. Hắn đào đường hầm dưới đất và liên tục ăn trộm đồ. Nếu các bạn tìm thấy bất kỳ manh mối nào khả nghi, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi. Đáng sợ quá. Đừng sợ, anh sẽ làm cho tên tội phạm đó phải bỏ chạy bằng chiếc áo choàng của mình. Yeah. Hả? Không có ai ở đây. Thời của mình tới rồi. Là tên tội phạm trên TV. Hãy xem chiếc áo choàng của ta đây. Cứu tôi. Em thấy chưa? Đến tên tội phạm đó còn phải sợ anh nhá. Đứng lại ngay. Yo! Đợi đã, dừng lại. À? Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador, tên trộm đào hầm đang ở nhà cháu. Cái gì? Bọn chú đến ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, anh trai cháu đang đuổi theo tên trộm. Gì cơ? Cậu bé có thể gặp nguy hiểm. Chúng ta phải tìm cậu bé ngay. Nhanh lên. Đứng lại đó. Ta bắt được ngươi rồi. Xin hãy thả tôi ra. Làm ơn mà, tôi sẽ cống nộp cho cậu toàn bộ kho báu của mình. Đây, lấy hết đi. Siêu nhân áo choàng đã đánh bại được một tên trộm đào hầm rồi. Ôi giời, chỉ là đứa nhóc thôi à. Ta đây là siêu nhân áo choàng. Hãy xem chiêu áo choàng của ta đây. Áo choàng tấn công. Mày dám lừa anh à? Cảnh sát trưởng Labrador. Không sao, cháu an toàn rồi. Đứng lại. Đứng lại đó. Đứng lại. Này, đứng lại đó. Là đứa cút. Người hết được chạy rồi. Ô không. Ta đào, ta đào. Người sẽ không bao giờ bắt được ta đâu. Đau quá. Đau.
đứng lại. Đào, 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 ta đào hả? Ta đào, ta đào. Ôi không, hắn chạy thoát rồi. À, trời ạ, tên này thật sự quá giá xảo. Tôi có ý này. Bom thối của Dobby. Người nghĩ người bắt được ta? Còn lâu nhá. Có mùi gì nhỉ? Hồi quá đi. Không thể chạy thoát khỏi ta được đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, nếu em gặp phải kẻ xấu, đừng hoảng loạn và cũng đừng cố tỏ ra anh hùng. Không bao giờ được thử đánh bại chúng. Hãy bình tĩnh và nhanh chóng tránh xa bọn chúng. Sau đó, hãy nhờ sự trợ giúp của ba mẹ hoặc các cô chú cảnh sát gần nhất. Hãy luôn nhớ điều này nhé.